Xin bình yên cùng âm mẹ ơi con xin đợi ngày mai. Rồi xin mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em lên cho anh em một bộ dàn đồng bộ luôn em nhá. Bộ dàn này với trị giá lên tới 55 triệu anh em nhé, 55 triệu với một bộ cấu hình siêu chất như này. Cấu hình này thì em sẽ sử dụng là một cục đẩy 4 kênh F7409 anh em nhé. Cục đẩy 4 kênh công suất là 900 W trên một kênh. Một vang số D5 anh em nhé, vang số D5 giá là 4 triệu 1, bảo hành lên tới 3 năm cho anh em. Con này có chip bass sản xuất, tiếng rất hay. Anh em cũng có thể nghe thấy rồi, chất âm tuyệt vời anh em nhé. Tiếp theo là con quản lý nguồn VS1028. Con này giá rất bình dân cho anh em, giá chỉ 1 triệu thôi. Nó tất cả thiết bị là sẽ cắm trên nó anh em nhé. Tất cả thiết bị sẽ cắm trên nó và nó sẽ chỉ đạo cho anh em là phần quản lý nguồn và bảo vệ nguồn cho mình anh em nhé. Đó. Giá chỉ 1 triệu, 10 cổng, 8 cổng đằng sau và 2 cổng đằng trước. Tiếp theo là bộ mic U709 anh em nhé. Bộ mic này không cần phải giới thiệu nữa rồi, quảng cáo quá nhiều rồi, giá 3 triệu 3. Có giò song sạch tự ngắt đầy đủ cho anh em. Và chất âm của nó như anh em thấy rất bắt mic, rất là ấm tiếng anh em nhé, không vỡ tiếng luôn. Cắm mic này anh em chơi phòng karaoke chuyên nghiệp hoặc là gia đình ok VIP anh em nhé. Đó, thì với combo như này, dàn máy rất đơn giản thôi. Thì sự em sử dụng loa là như nào? Ở đây sử dụng hẳn loa khủng luôn, súp kép 50 anh em nhé. Quả súp này với giá là 11 triệu, súp kép 50 dạng hầm anh em nhé. Con này có thể anh em có thể là đặt nằm nó xuống anh em nhé, có thể đây là chân đặt nằm, anh em có thể đặt nằm nó xuống. Con này thì sẽ có một cái ê căng đằng trước nhưng em sẽ tháo ra để phô diễn cái vẻ đẹp của nó anh em nhé. Súp hầm dạng kép, súp kép dạng hầm. Và tiếp theo là đôi loa KT15, đôi bass 40 anh em nhé, gần 4 lớp. Màng anh em nhìn thấy óng ánh luôn ạ. Đây là màng giấy thủy tinh anh em nhé, mang tới độ nhạy rất cao, có chất âm cực kỳ tuyệt vời, check 750 rất chất luôn anh em nhé. Thiết kế thùng sơn sần cát đó, cực kỳ tuyệt vời. Cặp loa này với giá 14.500.000 đồng. Tiếp theo là một cặp loa nữa là một đàn em, đó là đây là TVK12 anh em nhé. TVK12 bass 30 cũng tương tự như TVK12 nhưng nó là bass 30 đó anh em nhé. Cặp này thì nó đi với nhau. Tại sao nói đi với nhau, anh em nhìn cái lỗ thông hơi, lỗ thông hơi đằng này là nó phía này nhưng con này là phía kia, nó nên đi với nhau anh em nhé. Đi với nhau thì sẽ có sự kết hợp rất là hay luôn. Với bộ này với giá đôi loa trên với giá 12 triệu rưỡi anh em nhé. Đó thì anh em có thể thấy với cấu hình này. Còn nếu mà anh em muốn khỏe hơn thì anh em có thể thêm một cục đẩy nữa để chuyên đánh quả súp này. Thì mỗi loa anh em sẽ chơi một kênh. Còn đây là em đang là mỗi một cặp loa em chơi một kênh anh em nhé. Đấy, còn hai kênh này em chập vào em đánh súp thì với âm thanh này cũng rất là ok. Nhưng anh em thích hay hơn nữa thì anh em có thể ghép thêm một cục đẩy LA850. Thì anh em có thể ghép thêm LA850 vào để anh em chơi với combo này luôn. Thì thêm LA850 thì giá của nó là 5 triệu thì lên tròn với giá là 60 triệu anh em nhé. Một combo này thì anh em có thể chơi ngon lành kể cả karaoke kinh doanh hoặc là với một cấu hình như thế này anh em nhé, chuyên nghiệp như thế này. Đấy, thì anh em karaoke kinh doanh hoặc là gia đình VIP anh em nhé. Thì với chọn bộ này là 55 triệu. Nếu anh em thấy lấy thêm một cục đẩy nữa thì nó là 60 triệu. Nhưng mà bình thường anh em chơi thế này cũng đã rất là hay rồi. Còn nếu mà anh em chơi kinh doanh thì anh em thêm một cục đẩy hai kênh nữa thì là ok nhất anh em nhé. Thì giới thiệu với anh em như vậy thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại bên dưới. Với cấu hình này thì em sẽ dùng một chiếc điều khiển thôi. Thì con vang này em sẽ chỉnh cho anh em là 4 chế độ anh em nhé. Đó, chế độ nghe nhạc thì sẽ là mode 4. Đó, anh em sẽ nghe tiếng bass, tiếng chép nó sẽ nảy hơn rất là nhiều. Đó. Đó, với cấu hình này thì anh em chơi gia đình hoặc là chơi phòng karaoke kinh doanh đều ok, dưới giá chỉ 55 triệu thôi. Nếu mà kinh doanh em khuyên anh em nên dùng một cục đẩy 2 kênh nữa thì thoải mái, giá chỉ lên 60 triệu thôi. Thì anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp anh em nhé. Anh em xem video thấy hay nhớ đăng ký kênh giúp em hoặc cho em xin một nút like anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau nhé. Không về chắc mẹ buồn lắm.
mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết bây giờ mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mơ, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình nghiệt ấm. Mẹ ơi con suốt nay vắng nhà,